Đây là gara để xe của nhà thuê Airbnb ở thành phố Christchurch. Đây là cổng nhà rất là rộng rãi, đỗ được rất nhiều xe. Nhà có hai gara để xe. Đây là sân vườn rất là rộng. Cây cảnh. Và chúng ta thể đóng gara để xe. Đây là lối vào nhà chính. Một cái vườn rất là rộng và có rất nhiều cây ăn quả to ở đây, rất nhiều loại cây ăn quả. Đây là phòng khách, đây là lối vào phòng khách. Đây là phòng khách lớn, Master Living Room. Từ đây có thể xem toàn bộ cảnh khu ngoài khu vườn. Rất nhiều cửa sổ ra bên hông, rất nhiều cây, TV bài trí cổ điển. Đây là phòng ăn. Phòng đọc sách thì đúng hơn. Cũng nhìn ra bên hông và đằng sau là một cái khu vườn rất nhiều cây, rất đẹp. Phòng đọc sách. Kế tiếp theo là phòng bếp. Đầy đủ các cái đồ dụng cụ bếp, lò vi sóng. Đây đồ vừa đi chợ về. Lò nướng, tủ lạnh. Và đây là phòng phòng khách thứ hai, xem tivi. Và đây có thể làm phòng ăn. Bên ngoài có một phòng lounge ngồi để thư giãn ngắm cảnh. Đấy, có thể ngồi đây ngắm cảnh ở khu vườn. Rất nhiều cây cảnh được bà chủ trồng và chăm sóc. Đây là khu vườn bên ngoài. Kế theo là phòng ngủ. Đây là nối vào gara, phòng giặt là, phòng đồ, phòng vệ sinh, phòng tắm rất là lớn, tắm đứng, bồn tắm nằm. Đây nhìn ra cửa sổ rất đẹp. Tiếp theo là phòng ngủ đôi. Hai giường. Cũng nhìn ra một cửa sổ vườn phía sau. Anh xong chưa? Em nó cần anh. Tối anh ăn xong anh sang ngồi làm việc riêng của anh. Phòng ngủ chính. Có một phòng tắm nhỏ. Nhà vệ sinh nhỏ. Phòng ngủ. Và nhìn ra khu vườn. Rất là đẹp.